Nhìn để tải cái không? Bốn cục rồi. Bốn cục. Hả? Nó nhìn lên tạ. Ây! Ba, bốn, năm. Rồi, chào mừng các bạn đến với TH Lòi Swim Center quận 12 để chúng ta cùng nhau bước lại những cái khung trời kỷ niệm, những cái hoài niệm. Và có thể đây là một cái video duy nhất mà Duy Nguyễn tập ở những cái máy thô sơ, những cái máy kinh điển của những phòng gym bình dân còn sót lại. Trên bộ đồ cũng khá là huyền thoại. Cái áo này không dưới 3 năm nha các bạn. Cái logo nằm dưới đây là không dưới 3 năm nha các bạn. Đó, logo này không dưới 5 năm nha các bạn. Huyền thoại. Rẻ tiền nhưng mà vẫn tập được mắt OT. Sau này qua quận 7 thì không còn lại khung trời đâu nha các bạn. Sau này qua quận 7 một tháng nữa thôi là thế giới hoàn toàn đổi thay. Bây giờ vô với em, máy Luru set up mắt OT. Anh giới gợi ý là tập bên 60kg. Rồi, set đi. A few moments later. Wish. Đây là máy Luru. Không, tập là cái tay á, không kéo lên vậy nha. Ok. Ok. Bộ mình nói 6 cái đúng không? Mày có sai tông nhẹ rồi. Bà tác dụng vô lưng nha các bạn. Tập lên gân đã mà. Vô. Sáu chục quá nhẹ đúng không? Lên tạ 10kg. Lên 10kg nữa. Thả bên này ra, thả bên 20. Nhìn để tải cái không? Bốn cục. Hả? Nó nhìn lên tạ. Thôi giờ cầm cây trong nha. Chị bạn đứng dậy chỗ dễ rồi như nữa. Đó, cầm cây trong này đứng dậy chỗ dễ. Thật ra nó trong ngoài cũng vậy nha bạn. Đừng nói tôi tập cầm trong, tập mạnh hơn rồi quan ức lắm á. Vui thôi. Gym. Nhiều khi thích một cái tập nữa đó. Wow.
Hành hạ nó chơi bạn. Giờ ra game khó nha. Không lên thôi, lên lần lượt 20kg bên luôn nè. Tháo, 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 đập vô, ba bánh hai chột. Thật sự mướn vi tim mình có quyền không bạn? Chứ nó ngồi nó đếm không à, thấy không? Hành hạ. Đổi bài. Đây đi. Lên. Mình chưa tới 80kg. Mình lãnh tiền VT mình ngồi đếm 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 các bạn. Nghe không? 1 2 3 4 5. Giữ giữ từ đầu. Anh là người yêu diêm sông vui tươi, thích tập luyện cho sang chắc body, thường ăn những món trứng luộc thịt cao, những món dầu mỡ thôi chia tay. Suốt cuộc đời không rượu bia thuốc lá. Học hành là việc sống, anh không thích ăn chơi,
Ô trường hợp đêm cơ phi cũng chẳng tới lùi. Khi ở phòng chiếm anh thể hiện sức mạnh cơ bắp Uri World cao mới là vui sướng. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.